Bé gái có 3 quả thận. Bệnh nhi 10 tuổi nhập viện đa khoa Phú Thọ trong tình trạng đau lưng. Bác sĩ phát hiện bé có 3 quả thận thay vì 2 quả như bình thường. Bác sĩ Tuấn Anh, phó khoa ngoại thận tiết niệu cho biết, một quả thận nằm bên phải cơ thể của bé hoạt động bình thường, 2 quả thận còn lại nằm bên trái, có niệu đạo riêng. Hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy hình ảnh niệu quản đôi ứ nước thận phụ. Nội soi bàng quang cho thấy hình ảnh niệu quản lạc chỗ dưới cổ bàng quang. Ở người bình thường thì mỗi bên cơ thể sẽ có một quả thận và một ống dẫn nước tiểu, được gọi là niệu quản đi xuống bàng quang. Thông thường thì niệu quản đổ vào mặt sau bàng quang, hai lỗ niệu quản cùng với cổ bàng quang sẽ tạo ra vùng tam giác bàng quang. Tất cả niệu quản nằm ngoài vùng quy định này được gọi là niệu quản cắm lạc chỗ. Theo bác sĩ thì quả thận phụ của bé vẫn hoạt động tốt nên không cần phải cắt bỏ. Các bác sĩ sử dụng phương pháp phẫu thuật chén nhỏ bớt niệu quản và cắm niệu quản vào bàng quang, làm giảm nguy cơ nhiễm trùng và rò rỉ nước tiểu. Sau một tuần phẫu thuật và được điều trị, bệnh nhi đã được xuất viện hôm nay. Bác sĩ Tuấn Anh cho biết, niệu quản lạc chỗ là bệnh bẩm sinh khá hiếm gặp, tỷ lệ mắc là 1/2000, thường gặp ở trẻ nữ nhiều hơn. Niệu quản lạc chỗ thường gây rò rỉ nước tiểu liên tục, viêm loét, nhiễm trùng cơ quan sinh dục, nhiễm trùng niệu kéo dài, nhiễm trùng ngược dòng, ứ mủ thận và họng thận phụ. Người bị niệu quản lạc chỗ thì cần được khám càng sớm càng tốt để có biện pháp can thiệp kịp thời.